Nhân danh cha và con và thánh thần Amen Anh chị em thân mến Lời Chúa quy tụ chúng ta về đây Nơi đây chúng ta khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc sống Mà chính lời Chúa đã hướng dẫn chúng ta Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành thì kìa có một người tên là Gia Kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người vì người sắp đi ngang qua đó khi vừa đến nơi chúa giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy nên người bảo ông rằng hỡi gia kêu hãy xuống mau vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi ông gia kêu đứng lên thưa cùng chúa rằng lạy ngài tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì tôi xin đền gấp bốn chúa giêsu bảo ông ấy rằng hôm nay nhà này được ơn cứu độ bởi người này cũng là con cái áp-ra-ham vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất anh chị em thân mến Chúng ta đã quá quen với nhân vật mà Thánh Luca vừa mới gợi lên cho chúng ta đó là ông Gia Kiều. Một người mà có lẽ nhắc đến thì ai ai trong chúng ta cũng nhận ra và gửi đến cho ông một danh từ là người khiêm tốn về chiều cao. Quả vậy đúng như lời kinh thánh Ông thấp bé có lẽ rất nhiều người nhìn vào ra kêu với một người thu thuế người mà được gắn cho là những người tội lỗi trong những thu thuế mà còn thủ lãnh những người thu thuế vì vậy chắc người ta nhìn vào ra kêu một con người tội lỗi lắm đây Một con người với chiều cao khiêm tốn Một con người với ánh nhìn của những người khác Ánh nhìn được coi như là khinh bỉ Là coi thường Thì hôm nay Chúa Giêsu đã đến với ông Có lẽ chúng ta cần phải nhìn ra kêu với một chiều kích khác với một ánh nhìn khác đó là một con người đã vượt lên chính mình đã vượt ra khỏi đám đông ông vượt lên chính mình khi bỏ qua những điều mà người khác nhìn về mình nói về mình Ông vượt ra khỏi đám đông để trèo lên một cây cao với một mục đích là tìm, gặp gỡ, nhìn xem thấy Chúa Giêsu Và dưới cái chiều kích này rất ít người nhìn vào gia kêu cũng như ít người nhìn thấy gia kêu để ý và lưu tâm đến gia kêu này Kính thưa quý ông chị em Vì sao Gia Kêu đã dám vượt lên chính mình Vượt lên khỏi dư luận Vượt lên khỏi ánh nhìn của đám đông đang đổ xô về mình Vì sao Gia Kêu đã vượt ra khỏi đám đông chạy lên trước Trèo lên một cây cao Thưa rằng bởi vì mục đích của gia kêu không phải là đám đông không phải là nghe không phải là một cái tin tức nào đó nhưng gia kêu vượt lên chính mình để tìm để gặp gỡ được đức giê xu người sắp đi ngang qua đây kính thưa công đoàn có lẽ đây mới là chiều kích quan trọng để rồi nhân vật gia kêu được nổi lên mặc dù ông thập bé ông bị đám đông chen lấn thế nhưng điều đó không ngăn cản được ông bởi vì giê xu là cùng đích giê xu mới là điều quan trọng cho cuộc đời của ông cho dẫu người ta coi ông như là một tên tội lỗi một con người tầm thường đi nữa Thì với ông giê -xu sẽ làm tất cả cho ông Và vì vậy cho nên hôm nay Chính Chúa giê -xu cũng đã phải thốt lên rằng Hôm nay nhà này được ơn cứu độ Bởi vì người này cũng là con cái của Abraham kính thưa ông bánh chị em đó mới là cái lời ngọt ngào đó mới là cái hạnh phúc đích thực đó mới là những gì cần thiết mà một con người cần tìm kiếm bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào cái mặt tích cực của gia kêu tôi sẵn sàng bố thí một nửa gia tài cho kẻ nghèo khó và nếu tôi có làm thiệt hại ai Tôi sẵn sàng đền bồi gấp bốn Gia Kêu đã chiến thắng Gia Kêu đã vượt tất cả Từ một con người bị khinh thường Đã trở nên một nhân vật chính yếu Mà hôm nay chúng ta nhìn vào ông Chúng ta nhìn vào Gia Kêu thưa cộng đoàn Không để dừng lại ở đó Chúng ta nhìn vào Gia Kêu không phải một con người thua thiệt về chiều cao, thua thiệt ở giữa cộng đoàn. Nhưng chúng ta nhìn vào một Gia Kêu biết vươn lên và cùng đích để ông vươn lên chính là Giê-xu. Vậy, ngày hôm nay đây, chúng ta đang sống giữa một cộng đoàn xã hội mà có lẽ chúng ta cũng trở nên một con người hai mặt, có khi chúng ta là một cộng đoàn đang ngăn cản và làm cho những người khác trở nên da kêu, trở nên ấp bé. Và chính chúng ta cũng cần là một giá kêu để rồi vươn lên để tìm gặp gỡ Đức Giêsu Trong cộng đoàn, trong cuộc sống xã hội, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào chính mình đã không ít lần chúng ta đang che lấn người khác. Đang làm cho người khác thấp đi vì họ không nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Chúng ta che đi, chúng ta làm cho người khác thấp bé bởi vì chính cái sự kiêu căng của chúng ta. Chính cái việc chúng ta là người con cái của Chúa nhưng lại không vẽ lên trên khuôn mặt của chúng ta bức chân dung của Đức Giêsu được và chính vì chúng ta không là hình ảnh sống động của Đức Giêsu cho nên chúng ta làm cho người khác không hề không thể thấy được Đức Giêsu là ai nữa. Cũng trong cuộc sống Vì vậy Chúng ta cần phải nhìn lại Gia Kêu đã vượt ra khỏi chính mình Giác kêu đã vượt ra khỏi đám đông. Chúng ta cũng cần phải vượt ra khỏi chính mình, vượt ra khỏi đám đông để rồi chúng ta thoát ly, đừng bị ràng buộc bởi biết bao nhiêu những đam mê mà mỗi ngày, mỗi ngày dường như đang làm cho chúng ta bị lu mờ hình ảnh Thiên Chúa ngay trong cuộc sống. Ngay trong cách đối xử, ngay trong việc chúng ta liên đới với Chúa cũng như là liên đới với tha nhân thương bà anh chị em với cái chiều kích này có lẽ chúng ta cần phải thấp bé lại để cho người khác nhìn chúa thấp bé khi chúng ta nỗ lực khi chúng ta cố gắng vượt lên khỏi những ảnh hưởng không mấy tốt đẹp để rồi chúng ta một lần nữa lại tiếp tục vẽ lên mình bức chân dung sống động của Chúa Giêsu. Và cái chiều cái thứ hai Tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em Đó là Gia kêu đã nỗ lực Đã vươn lên Chúng ta đang bao bị bao phủ Bởi rất nhiều những đam mê Những lời cuốn mà ngày hôm nay Xã hội đang tràn đầy vì vậy chúng ta có thử nhìn thẳng vào mình Còn nhìn ra được Đức Giê-xu là cùng đích Đức Giêsu là đấng mà chúng ta phải tìm kiếm, phải gặp gỡ cho được Ngài để rồi yêu bến Ngài. Và một khi chúng ta cũng như Gia Kêu, Đức Kitô là cùng đích thì sẵn sàng tìm kiếm Chưa giấu biết bao nhiêu thứ đang ngăn cản Như ra kêu chúng ta sẵn sàng chạy lên trước Bỏ lại tất cả đằng sau Và trèo lên một cây cao Để nơi đó chúng ta thoát ly tất cả Và gặp gỡ được Đức Giêsu Và mời Ngài về dùng bữa với chúng ta Như chính gia kêu và một khi chúng ta đã gặp gỡ được Đức Giêsu trong cuộc sống thì cũng như Gia Kêu sẵn sàng nhìn đến tha nhân Sẵn sàng quảng đại với tha nhân Sẵn sàng đồng cảm với những nỗi đau Những sự mất mát của anh chị em mình Một khi Chúng ta đã gặp gỡ được Thiên Chúa Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quay đầu trở về Như Gia kêu, Nếu có sẵn Có xúc phạm đến ai Nếu có làm thiệt thòi cho ai Sẵn sàng đền bồi gấp bốn vâng đó chính là nét đẹp của gia kêu và lời chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại hai mặt của chúng ta để rồi chúng ta thử suy tư nhìn ngắm coi chúng ta có liên đới với chúa khi đặt chúa là cùng đích hay bao nhiêu thứ khác là cùng đích chúa trở nên thứ yếu với cuộc sống của mình và một khi chúng ta đã gặp gỡ được Đức Giêsu trong cuộc sống rồi, chúng ta có dám xả thân với tha nhân. Chúng ta có mang được một trái tim để rồi đập những nhịp đập những nỗi đau của tha nhân không thương ông chị em. Ước mong rằng sứ điệp của Tin mừng ngày hôm nay là một sứ điệp mà luôn luôn mời gọi chúng ta hạ mình xuống để cho tha nhân vượt lên trên. Sư điệp mời gọi chúng ta hãy đặt Đức Giêsu là cùng đích và nỗ lực cố gắng để kiếm tìm Ngài. Và hãy tìm được Ngài. Hãy mời Ngài ở lại trong cuộc sống, ngay trong gia đình, mời Ngài cùng đồng bàn cùng dùng bữa với gia đình chúng ta. Và như gia kiều sẵn sàng chia sẻ sẵn sàng cảm nhận được nỗi đau của tha nhân với tinh thần yêu thương tinh thần bác ái sẵn sàng đền bù lại tất cả những gì đã lầm lỗi mà chính mỗi người chúng ta đã từng gây ra vì chúa vì hạnh phúc nước trời để rồi chính chúng ta cũng sẽ được nghe những lời ngọt ngào như chính gia kêu hôm nay nhà này được ơn cứu độ bởi vì những người này đây đều là con cái của abraham và chính thiên chúa đến để cứu chữa những điều đã hư đi tìm kiếm những điều bị mất mát trong số đó không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình vẹn tuyển, mình thanh sạch Nhưng mình luôn luôn cầu khẩn xin Chúa thương xót chúng con Ước mong rằng lời Chúa của hôm nay đi vào trong đời sống của tất cả anh chị em Lời Chúa sẽ thúc đẩy anh chị em để rồi biến đổi anh chị em mang mặc lấy một con người mới trong Đức Kitô, một con người mới sẵn sàng xả thân, sẵn sàng phục vụ sẵn sàng hy sinh để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Xin mẹ Maria, người mẹ giáo hội, người mẹ của mỗi người chúng ta, người mẹ luôn luôn giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Thì xin mẹ cũng đến với mỗi người chúng ta, giúp cho chúng ta biết nhìn lên Chúa, biết hạ mình xuống thẳm sâu, biết nhìn lên Chúa, biết xót thương tất cả anh chị em mình xin mẹ giúp cho chúng ta nỗ lực để giới thiệu chúa trong tinh thần truyền giáo đem các linh hồn về với chúa amen